Thưa quý vị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng cùng 17 người khác bị bắt trong đường dây đánh bạc tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều, chi nhánh Hà Nội King Club. Cụ thể, ngày 7 tháng 8, Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh thành. Những người bị bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Đình Lâm, 70 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng, Phan Trường Giang, 52 tuổi, Giám đốc chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng. Ngoài ra, ba người quản lý tại King Club quốc tịch Hàn Quốc cũng bị bắt giam về cùng hành vi là Cho Cho-un Keun, 51 tuổi, Choi Jin-buk, 58 tuổi, Shim Hwan-hee, 28 tuổi. Ở tội đánh bạc, 9 người bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Thị Nga, 47 tuổi, Nguyễn Thị Dung, 48 tuổi, Trần Yến Nga, 62 tuổi, Trần Minh Sự, 59 tuổi, Hứa Thị Thu Huyền, 47 tuổi, Nguyễn Thế Vũ, 53 tuổi, Nguyễn Quốc Khánh, 62 tuổi, Nguyễn Đức Thành, 68 tuổi, Vũ Thị Tuyết Mai, 62 tuổi. Trước đó, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang những người này tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều, chi nhánh Hà Nội King Club tại tầng 1 khách sạn Pullman, quận Đống Đa, Hà Nội. Mở rộng điều tra, ngày 29 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Hồ Đại Dũng, 52 tuổi, trú phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Trương Xuân Danh, 48 tuổi, trú phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình và Lê Kim Đồng, 55 tuổi, trú phường Văn Trường, quận Đống Đa, cùng về tội đánh bạc. Trong số 3 bị can, ông Hồ Đại Dũng là cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tiếp đó, ngày 5 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Ngọc Đức, 50 tuổi, trú phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cựu bí thư thành ủy Hòa Bình về tội đánh bạc. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng, điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chiều 7 tháng 8, lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế vẫn đang thực hiện công tác cứu hộ, làm rõ nguyên nhân sự cố một toa tàu SE2 bị trật khỏi đường ray. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8, tàu SE2 đang chạy theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội đến km 720+950 khu gian, đoạn đường sắt nối hai ga liền kề cầu 2 Chuồi, thôn Bắc Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế thì gặp sự cố khiến một toa tàu bị trật khỏi đường ray. Rất may sự việc không gây thương vong về người. Cách đây khoảng 10 ngày, tàu SE11 đang trên đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thì bị trật bánh khi đi qua đoạn đường sắt ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Cụ thể, tàu SE11 bị trật bánh hai toa khỏi đường ray khi vừa ra khỏi ga Lăng Cô lên đèo Hải Vân. Lúc này, tàu đang đi với tốc độ chậm vào cua một đoạn đường ray có sự chênh lệch cao thấp giữa hai khớp nối, dẫn đến việc toa tàu bị trật bánh. Vụ việc không thiệt hại về người nhưng khiến đường sắt Bắc Nam gián đoạn trong nhiều giờ. Hiện công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8 trên đường Vành Đai 3 dẫn lên cầu Thăng Long, Hà Nội. Các xe xảy ra va chạm gồm hai xe đầu kéo, ô tô khách, xe tải và một ô tô con. Tại hiện trường, ô tô con và xe khách xoay ngang, chắn toàn bộ làn đường, các xe còn lại hư hỏng. Vụ tai nạn khiến dòng xe cộ đi theo hướng lên cầu Thăng Long bị tê liệt tạm thời, hàng dài xe cộ ùn tắc. Cảnh sát phải bố trí lực lượng hướng dẫn tài xế từ xa, không tiếp tục dồn về khu vực này hoặc đi xuống dưới đường thấp. Theo đại diện Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Nội, sau khi nhận tin báo, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn và phân luồng từ xa để tránh ùn tắc. Xác định sơ bộ vụ việc không gây thiệt hại về người, một số phương tiện hư hỏng. Đại diện đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 thông tin, Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với các bên liên quan để sớm giải phóng hiện trường và điều tra làm rõ vụ tai nạn. Thời gian qua, một số cơ quan báo chí phản ánh ông Lê Đình Cường hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương kê khai tài sản thu nhập không trung thực, có dấu hiệu vi phạm các điều đảng viên không được làm, đã chưa được làm rõ thì đến ngày 15 tháng 5 năm 2024 vừa qua, ông Lê Đình Cường tiếp tục được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện này, khiến nhiều cán bộ, nhân viên hoài nghi. Cụ thể, trong năm 2023, ông Lê Đình Cường đã thực hiện 2 lần kê khai tài sản thu nhập hàng năm. Mặc dù hai lần thực hiện kê khai tài sản, nhưng ông Lê Đình Cường vẫn không thống kê đầy đủ những tài sản mà vợ ông Bùi Thị Thu Huyền đã thực hiện giao dịch mua bán, ở đây là các bất động sản có giá trị. Theo Thanh tra Bộ Y tế, sau khi nhận được phản ánh của một số cơ quan báo chí, Bộ Y tế đã giao Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ phối hợp kiểm tra xác minh.
Sau đó, ngày 1 tháng 3 năm 2024, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 176 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Thanh tra ký phản hồi một số nội dung báo chí nêu. Văn bản trên nêu rõ, việc đồng chí Lê Đình Cường thực hiện kê khai bổ sung trong bản kê khai tài sản thu nhập ngày 22 tháng 12 năm 2022 chưa đúng với hướng dẫn quy định tại điểm 5, mục 3, phần B, phụ lục 1, kèm theo Nghị định số 130 năm 2020, ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nội dung văn bản còn cho biết, sau khi nhận được thông tin báo chí nêu, với tinh thần cầu thị, đồng chí Lê Đình Cường đã chủ động tích cực phối hợp giải trình, tự nhận thức được những thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, đặc biệt là khi có biến động tài sản, thu nhập giữa các lần kê khai. Thanh tra Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo giải trình của đồng chí Lê Đình Cường, vợ đồng chí có giao dịch mua bán đất động sản diện tích khoảng 300m² ở địa chỉ lô 4.2-11 tại dự án nhà ở để bán ở khu đô thị Minh Quang, huyện Mê Linh, Hà Nội, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS11629. Số tiền chuyển nhượng mảnh đất có nguồn gốc là từ mẹ vợ, kèm theo biên bản họp ngày 12 tháng 9 năm 2023 của gia đình nhà vợ và anh chị em bên vợ đã tin tưởng giao cho vợ chồng đồng chí Cường là bà Bùi Thị Thanh Huyền đứng tên quản lý, kinh doanh giúp. Cá nhân ông Cường nhận thức không phải là tài sản của vợ chồng, vì vậy có giấy tờ từ chối tài sản ngay trước khi chuyển nhượng mảnh đất. Đồng chí Lê Đình Cường cam kết thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và giải trình đầy đủ biến động của nguồn gốc tài sản do bà Bùi Thị Thu Huyền nhận đứng tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ lô 4.2-11, dự án nhà ở để bán lại khu đô thị Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS11629 nêu trên. Văn bản của Thanh tra Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Thanh tra Bộ có công văn số 1259, ngày 6 tháng 12 năm 2023, gửi Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân ông Lê Đình Cường và yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập bổ sung. Kết quả báo cáo Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện xong nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế, công văn số 2397 ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Việc ông Lê Đình Cường không trung thực, mập mờ trong việc kê khai tài sản cần phải xem xét, xử lý. Thưa quý vị, chiều 7 tháng 8, Công an quận Tân Phú, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trên đường Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng kêu cứu, chạy ra thì thấy căn nhà một trệt, một lầu trên đường Lý Thánh Tông đang bốc cháy. Ngay lập tức, người dân đã hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini đến dập lửa, đồng thời tìm cách cứu người mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, do cửa chính ra vào căn nhà đã bị khóa, nên người dân nhờ tài xế xe tải đang chạy ngang đến hỗ trợ tông sập cửa ra vào để cứu người. Thời điểm này, ngọn lửa bao trùm tầng trệt khiến người dân không thể vào bên trong nhà mà đứng ngoài thùng xe tải dùng thang tiếp cận cứu một người phụ nữ mắc kẹt ở ban công. Ngoài ra, ba người khác bên trong căn nhà cũng được người dân cứu thoát. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú đã điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Và sau đó, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.